Ồ, có mấy người đi về quê nè anh chị. Bây giờ là chạy vậy đó. Nói vậy chứ người ta cũng tìm cách chạy về. Tại vì ở lại đây thật sự là nó đuối lắm luôn. Nhiều người đuối lắm luôn. Gần 1 đô rồi, 21.940 rồi. Ồ, có mấy người đi về quê nè anh chị. Bây giờ là chạy vậy đó. Nói vậy chứ người ta cũng tìm cách chạy về. Tại vì ở lại đây thật sự là nó đuối lắm luôn. Nhiều người đuối lắm luôn. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác anh chị và các bạn. Con đường quen thuộc mỗi ngày em đi ra Lê Văn Lương, Nhà Bè lấy hàng đây. Và có thể các clip, một vài cái clip sắp tới là những cái clip cuối cùng mà cô bác anh chị thấy cái con đường quen thuộc này. Nếu như sau ngày 30 tháng 9 được mở cửa ra thì em đi làm lại được thì sẽ là những cái clip cập nhật phố xá Sài Gòn, những cái con đường thân quen khi xưa. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm 2021 rồi anh chị. Chúng ta tính luôn ngày hôm nay thì còn 2 ngày. Còn nếu như không tính hôm nay thì chỉ còn có một ngày, mai là ngày 30 rồi thôi. Và chúng ta sẽ biết được là chúng ta có được hoạt động trở lại bình thường mới hay không, hay là chúng ta lại tiếp tục cách ly thêm 14 ngày. Điều gì cũng có thể xảy ra thưa cô bác anh chị. Đối với những cái thông tin những ngày gần đây thì cũng chưa nói lên được cái điều gì, cho nên là cái khả năng mà chúng ta mở cửa hay là chúng ta tiếp tục phong tỏa diện rộng thì em cho rằng là 50-50. Cho tới tối ngày mai, có lẽ tối ngày mai thì chúng ta mới biết được là chúng ta có mở cửa bình thường mới hay không. Em đang chạy ra con đường Lê Văn Lương. Mấy hôm nay thì những cái điểm mà chích ngừa đang rất là đông, chen lấn nhau nữa anh chị. Có một vài cái hình ảnh hôm qua em thấy là có bên quận 7 ha, con đường Trần Xuân Soạn đó. Không phải, con đường Lâm Văn Bền thì phải. Nói chung khu quận 7 người ta cũng đang chen lấn nhau. Bây giờ thì chủ yếu là vét mũi 1 và chích cho người tới mũi 2. Ở những khu vực khác thì em cũng không biết như thế nào, riêng ở khu vực huyện Nhà Bè thì còn nhiều lắm anh chị, chưa có chích xong. Sáng hôm qua thì trưa hôm qua tự nhiên em thấy báo chí đưa là không có, tạm ngừng chích vaccine Pfizer, tạm ngừng chích Pfizer ở cái lô, một cái lô cụ thể, cái lô nào đó. Trời ơi, tự nhiên nghe tới đó mình cũng hết hồn. Xong rồi sau đó thì lại thấy thông tin là được chích lại. Hình như là có một người bị tử vong sau khi chích vaccine về đó, nhưng mà theo như công bố của Bộ Y tế thì nó không có liên quan tới cái vaccine, không có liên quan tới vaccine Pfizer. Đây là cái khung cảnh đường xá của khu vực Lê Văn Lương hướng đi về quận 7, Phú Mỹ Hưng đây. Bên trái là khu vực trường Tạ Uyên, người ta hay chích vaccine ở đây nè. Mấy ngày hôm nay ở khu vực này đông lắm anh chị. Tập trung quá trời đông để chích vaccine, đẩy các cái mũi cuối cùng. Và hôm nay thì em thấy trong cái khu xóm em người ta cũng đi test rất là nhiều, test liên tục. Tính ra là bên trong xóm em vùng xanh á, là một tuần test một lần rồi đó. Em thấy như vậy, cứ một tuần test một lần, từng ngoáy mũi một lần. Hôm nay là ngày gần cuối cùng rồi. Không biết là cái phố xá của Sài Gòn mình nói chung cũng như khu vực Nhà Bè nói riêng nó như thế nào. Nhân tiện chạy ra lấy hàng đây anh chị, thì cũng gửi đến anh chị một vài cái hình ảnh ở Sài Gòn, gọi là cập nhật chia sẻ thêm vài cái thông tin thôi. Chứ những cái con đường này thì cô bác anh chị trong cái mùa này nhìn mỗi ngày riết thì nó cũng chán, cũng buồn. Nhưng mà khu vực em sinh sống thì nó ít con đường lắm, có một vài con đường như vậy thôi. Cũng mong cô bác anh chị thông cảm. Chốt này không biết bao giờ mới được mở đây. Cứ vùng xanh đóng lâu quá.
các cái khu vực khác thì em thấy hình như người ta cũng nới nới rồi. Riêng cái khu vực ở huyện Nhà Bè này thì em thấy là còn y nguyên. Hàng quán thì cũng chưa có ai buôn bán lại. Em chạy tới đây em lấy hàng cái anh chị. Chị cho em lấy hàng ở đây cái nha. Ai giao cho Minh Tâm không? Anh có giao cho Minh Tâm không anh? Minh Tâm. Minh Tâm á, có ai người nhận Minh Tâm không? Đúng rồi. Chắc ở bên kia. Hả? Đúng rồi Tâm. Shopee thấy em này màu cam thấy hồng à, vậy hả? Rồi chắc là anh giao ở đây thường xuyên phải không? Dạ. Khu vực này thôi để mốt để chạy vô được á, mày hết ngày chắc là gần rồi, chắc gần vô được rồi đó, thì hết ngày mai á chắc chắn không? Không biết sao đây. Trời trời em này văng hoài đi chứ đó, bởi vậy. Ok cảm ơn anh. Dạ tại cũng hơi xa nên chạy vòng vòng ra. Dạ. Rồi rồi cảm ơn anh. Dạ. Đây là khu vực cầu ông 4. Hôm nay là cái ngày gần cuối cho nên anh chị thấy là phố xá nó nhộn nhịp lại nhiều không? Đó. Đây bán chuối này. Bây giờ thấy bắt đầu người ta cũng rục rịch lại hết những cái công việc. Em chạy đi một xíu ở trên này nữa anh chị. Cập nhật vài cái hình ảnh ở trên này rồi đến anh chị trong cái buổi sáng ngày hôm nay. Và có những cái thông tin ví dụ như là đối với bà con ở Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, các cái quận huyện mà cái điểm nóng của các cái tỉnh thành điểm nóng của Covid đó, thì chúng ta không có được đi về nhà, không có được đi về quê anh chị, không được tự ý đi về quê đâu. Như vậy là coi như là sắp tới là ai vẫn ở yên ở các cái tỉnh không có đi về, không biết là có được lưu thông ở trong nội thành hay không. Chứ còn mà hiện tại là chúng ta có thông tin là không được chạy về quê rồi đó. Như vậy là những cái kế hoạch, những cái dự định của rất là nhiều công nhân lao động sau khi mà mở cửa ra sẽ đi về quê là coi như là tan biến rồi, tiêu tan rồi. Bây giờ thật sự ra là Sài Gòn mình cũng khác lao động lắm anh chị. Các cái nhà máy xí nghiệp người ta đóng cửa do cái vấn đề ba tại chỗ xét nghiệm rồi đó. Bây giờ công nhân lâu quá người ta muốn về quê sinh sống, cho nên là mở cửa sẽ thiếu lao động nhiều lắm. Nên để mà giữ được cái nguồn lao động đó lại thì chắc có lẽ là Sài Gòn mình cũng cấm đi về quê. Cho tới thời điểm hôm nay thì chưa có một cái app nào hướng dẫn cái việc thẻ xanh Covid cả anh chị. Vì em thấy là một cái điểm mấu chốt trong cái việc bình thường mới là chúng ta được tiêm vaccine, rồi dựa vào cái việc tiêm vaccine đó để mở cửa hoạt động. Tuy nhiên thì vẫn chưa có thấy được cái ứng dụng nào có thể chứng minh được cái việc mình tiêm vaccine. Bây giờ nó loạn xạ ngầu lắm, nó tới khoảng mười mấy app luôn. Thêm một cái app mà nhận tiền trợ cấp nữa, mới ra hôm nay nữa, hôm qua gì đó. Thành ra rất là nhiều cái app nó loạn xà ngầu lên. Sáng nay thì em mở thử cái ứng dụng VNEID đó, khai báo di biến động dân cư đó anh chị, mà em cài cách đây khoảng 3 ngày rồi, vào không được, đăng ký không được. Sáng nay em mở ra em đăng ký lại cũng không được anh chị, bởi vì hôm qua là em đi qua chốt người ta bắt phải khai báo cái đó. Mà giờ vào để mà đăng ký thôi cũng vào không được. Phải nói là những cái ứng dụng mà chúng ta chế ra trong cái mùa này nó rất là yếu luôn chị. Nó, mình không muốn nói là nó tệ quá đó. Chạy không nổi, thông tin thì nó cập nhật tùm lum mà. Trời, thiệt là tình. Nên là không biết là còn có một ngày cuối rồi cái việc mà áp dụng thẻ xanh, thẻ vàng Covid nó sẽ như thế nào.
chưa thấy gì cả, và hy vọng là ngày mai có. Chứ không là chúng ta phải sử dụng luôn lại cái giấy đi đường nữa mà anh chị biết, sau khi mà chúng ta mở cửa ra đâu phải là chúng ta đi được tùm lum đâu. Đó, vẫn phải có cái sự kiểm soát giấy đi đường, kiểm soát ở các chốt. Đó, nhưng mà cứ tình hình về giấy tờ nó cứ rộn ràng, nó cứ lộn thuộm như thế này, mai mốt mở cửa ra nó sẽ rất là bất cập và ùn tắc tùm lum. Đó là một cái điều mà em cũng rất là lo lắng đó. Thôi thì cứ từ từ xem sao. Dù gì thì mình chờ cũng mấy tháng rồi. Bây giờ còn mấy ngày nữa thôi, ráng chờ. Đó anh chị, cảnh nó sơ sát không? Khu này thì anh chị thấy mỗi ngày luôn rồi, ngày nào em cũng đi. Cảnh chi ở đây buồn thiêu. Người dân thì bây giờ người ta cũng vừa đi chích vaccine nè, vừa đi mua đồ bán buôn lặt vặt. Cho nên bây giờ em thấy phố xá cũng nhộn nhịp, này dòng người lưu thông, anh chị thấy không? Ồ, có mấy người về quê ha. Đây cây xăng. Ồ, xăng bây giờ lên gần 1 đô rồi, 21.940 rồi. Ồ, có mấy người đi về quê nè anh chị. Bây giờ là chạy rồi đó. Nói vậy chứ người ta cũng tìm cách chạy về. Tại vì ở lại đây thật sự là nó đuối lắm luôn. Nhiều người đuối lắm luôn. Mà bây giờ không biết là có tìm cách nào được để cho họ về quê một cách chính đáng không. Chứ em thấy chạy tới các cái chốt ở các tỉnh á, ngăn cách các tỉnh á, rồi họ không có cho vô á, rồi cụ bất cụ bơ nằm lang thang vệ đường, thấy nó tội gì đâu luôn anh chị. Thấy mình đâu có đến nỗi nào phải bơ vơ như thế. Em nghĩ là cái đợt này á, mà không cho phép người dân đi xe máy về nữa thì có nhiều vấn đề giống như đợt trước xảy ra lắm. Ta rủ nhau người ta đi chui đó, rồi nó bất cập đủ điều. Bây giờ mà mình đăng ký, gọi là đăng ký hội đồng hương để mà được về á, thì nó không biết tới khi nào. Xe cổ đưa đón ra làm sao, trời ơi, cũng cực khổ lắm. Đây đường Trần Thị Liên, vùng xanh này đó. Rào lại hết rồi. Bà con mình cũng xôn xao ha. Bây giờ nhiều người đang hồ hởi, cũng đang chờ đợi lắm anh chị. Chưa biết ra làm sao. Cứ đợi xem sao anh chị. Đây bán đồ ăn sáng nè, bán đồ mang về nè. Hôm qua ở Bình Dương là có người bị bắt đi test Covid đó anh chị. Lượm luôn. Phía trước là có một cái chốt. Thôi em quay về. Bây giờ đi xét nghiệm mà không chịu đi á hả? Hốt luôn. Còng tay ra xét nghiệm luôn đó anh chị.
Thì giờ đến cuối tháng thì còn vài ngày người ta cũng đang thần tốc xét nghiệm bóc tách F0 những cái ngày cuối cùng. Hôm qua thì không biết là Sài Gòn mình cập nhật số liệu như thế nào, em thấy có 377 ca dương tính thôi. Còn tách ra tách vô cái gì đó em cũng không hiểu nữa. Ây chà, trời ơi, lâu lâu hắt xì một cái mà nó đã quá anh chị. Đó, buổi sáng ngày 29 phố xá rồi nhộn nhịp xôn xao lại nè, bà con mình bây giờ xôn xao rồi, ai đi đâu cũng nghe ai bàn tán, không biết có mở hay không, không biết có được đi làm lại hay không. Nhưng mà trong cái gọi là cái đề xuất đó anh chị, cái đề xuất các cái đối tượng mà được hoạt động trở lại đó, thì có thể là ở cuối clip em sẽ đọc sơ sơ để anh chị nắm vững cái thông tin là những người nào được đi làm trở lại. Thì trong cái đề xuất đó em thấy là vẫn chưa có được nhiều đâu, chắc chắn rồi. Chủ yếu là những các cái xí nghiệp, doanh nghiệp, các cái loại hình dịch vụ cần thiết, cũng gọi là thiết yếu thôi. Chứ còn vẫn những người lao động tự do nữa thì chắc chắn là chưa có được hoạt động trở lại. Nhặt ve chai, bán vé số hay là kiểu như là buôn bán dạo, bánh hàng rong thì chưa thấy. Hơn nữa là anh chị biết là chúng ta đã dẹp bỏ hết những cái gánh hàng rong, những cái chợ tự phát rồi. Không biết là sau này mở cửa lại sơ sơ đó thì người ta sống như thế nào luôn anh chị. Cay lắm đó chứ. Em thấy cũng có nhiều bạn trẻ bây giờ vali đồ đi về lắm. Đó, vali nè, chợ 3, chợ 4 đi về nè. Có thể là những cái người này là ở những cái vùng gần gần, ở đâu xung quanh Sài Gòn, Long An, Bình Dương, Đồng Nai rồi đó. Người ta có thể lên lội đi xuống đó để canh canh cái giờ nào đó người ta chạy qua. Ở đây là một cái điểm chích vaccine bên phải em đây, một ngôi trường. Như là trường Lê Quang Định. Mấy ngày hôm nay thì cái cảnh mà bà con mình đợi chích vaccine á, nó mệt mỏi lắm anh chị. Hầu như là có giấy tới rồi cũng không được chích. Có một số trường hợp là họ tự làm, một số trường hợp là họ có giấy mời nhưng không thuộc cái đối tượng đó, rồi cũng bị mời về thôi. Xe cộ anh chị thấy nhộn nhịp lại rồi đó ha, xôn xao lại cả rồi đó. Nếu mà ngày 30 tháng, ngày mùng 1 tháng 10 gỡ chốt ra đó, rồi được một số đối tượng được hoạt động lại đó, rồi em nghĩ là sẽ đông lắm. Nó sẽ quay về lại như ngày xưa đó, mặc dù có thể là không có kẹt xe khủng khiếp như ngày xưa nhưng mà cũng đông rồi, cũng sẽ đông lên rồi. Thôi kệ, ráng mở cửa làm ăn buôn bán chứ bây giờ đóng hoài 4 tháng rồi 5 tháng rồi không biết tới khi nào sạch bóng con Covid đây. Em quay đi về anh chị, quay về nhà. Một vài cái thông tin như vậy gửi đến anh chị thôi, rồi buổi tối em sẽ cập nhật gửi đến anh chị những cái thông tin mới trong ngày. Bây giờ mới có 10 giờ sáng thì nó cũng không có xi nhê gì, thông tin cũng chưa có. Còn về cái giá kit xét nghiệm thì anh chị biết đó, mấy hôm nay nó cũng đang còn nóng hổi lắm, nóng sốt lắm. Giá kit xét nghiệm trong cái đợt chống dịch này chúng ta tiêu tốn rất là nhiều cái tiêu tốn rất là nhiều tiền luôn anh chị, tính bằng chục ngàn tỷ, trăm ngàn tỷ như chơi đó chứ, ghê lắm.
có điều không biết là chi tiêu nó có hợp lý hay không. Ở đây có một cái vựa ve chai lớn quá trời, anh chị thấy không? Mùa dịch nhưng mà người ta cũng mua được mớ. Đây có cái Co-op Food, nhà thuốc, à, mấy cái nhà thuốc trong suốt mùa thì không có nhà thuốc nào đóng cửa cả, mở bán được bình thường. Đó là một trong những cái ngành nghề mà em thấy là không có khi nào đóng cửa cả. Nhà thuốc mà cái nhu cầu thuốc men nó lớn lắm. Rồi, em đang lang thang chạy tới nhà. Càng ngày thì hy vọng cái số ca nhiễm, số ca tử vong nó giảm xuống, để chúng ta tự tin hơn, chúng ta mở cửa đó anh chị. Và sau ngày 30 tháng 9 thì một số bệnh viện, cứ mỗi quận như vậy á, sẽ có một cái bệnh viện mà không điều trị Covid, tức là điều trị các cái bệnh khác, nó để cho những người già yếu, bệnh tật người ta có nơi người ta tới khám chữa bệnh. Chứ bây giờ toàn là phải né không mà không có dám đi chữa bệnh. Vì bệnh viện giờ nhiều khi người ta cũng ngại nhận lắm, người ta điều trị Covid không mà quá tải hết. Cô bác anh chị nghĩ như thế nào sau ngày 30 tháng 9? Chúng ta có mở cửa lại hay không đây? Giờ giống như một cái trò, một cái trò chơi cá độ vậy. Rồi em qua cầu 4 tới cái chốt đây. Cái chốt ngay chỗ này thì nhiều người người ta cũng phản ánh là nó bất cập quá này. Cưa cây, cưa cây. Ở đây một cái tạp hóa này, nhớ nhớ là mai mốt mình chạy tới đây mua đồ. Chốt cũng xanh đồ quá trời luôn. Em ở đây, nhà em ở đây, em chạy qua đây em lấy đồ. Mình xin người ta ra lấy đồ nó cũng được anh chị, chạy qua chạy lại chút xíu gần gần nó thì được. Ra khỏi cái khu vực này xa quá thì khó lắm, phải có cái lý do. Ở đây cũng có một tiệm tạp hóa nữa. Ở đây bán trứng quá trời luôn nè anh chị. Vòng vòng ở đây bây giờ người ta cũng bán lại những cái nhu yếu phẩm cần thiết rồi. Có đều, anh chị biết làm sao không? Em hay đặt online ở nhà, vợ cầm điện thoại ra cập nhật rồi hàng hóa giá cả này kia đó, đặt online người ta giao tới. Em ít chạy ra đây mua lắm. Nói như vậy là anh chị thấy là chưa có tới ngày 30 nhưng mà rục rịch là bà con mình cũng có người là xé rào chạy về đó anh chị, thấy không? Mai mốt nếu mà có quyết định mà không được về nữa đó thì em nghĩ là chắc là người ta sẽ bắt đầu cũng kéo nhau, người ta tìm cách người ta chui người ta về. Chứ còn mà ở lại như thế này thì cũng đâu có thể mà đáp ứng đủ hết cái nhu cầu của bà con mình đâu. Nó vẫn thiếu thốn, thiếu sót đủ đường hết. Đó cho nên là sắp tới thì em nghĩ là nên có cái phương án giải quyết cho những người người ta muốn về quê. Chỉ cần muốn về quê thôi, chứ còn lý do muốn về quê thì em nghĩ là nó không có hiệu quả. Tại vì người ta muốn về quê rồi, nhà của người ta ở đó, người ta muốn về quê thì sao giờ? Đó,
nó cũng căng thẳng ấy chứ. Thôi thì một vài cái hình ảnh phố xá trong cái ngày cuối cùng như thế này, ngày 29 thì như thế này thì em gửi đến anh chị. Rồi chúng ta cùng chờ đợi coi có những cái thông tin gì mới hay không, gửi đến cô bác anh chị sau. Dạ thưa cô bác anh chị, bây giờ thì em cũng sẽ cập nhật một vài cái thông tin về của Sài Gòn mình trong cái ngày 29 tháng 9 năm 2021 này thưa anh chị. Và chúng ta biết là chỉ còn đúng một ngày nữa thôi, đó là ngày 30 tháng 9 thì chúng ta sẽ có những cái quyết định mới cho cái việc chống dịch và hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào đó sau ngày 30 tháng 9 thưa anh chị. Trước tiên thì em sẽ cập nhật về cái số ca nhiễm của Sài Gòn mình trong ngày 29 tháng 9 năm 2021. Đứng đầu cả nước vẫn là Sài Gòn mình. Và chúng ta có 4.699 ca. Bình Dương là 2.389 ca. Và tổng số ca cả nước trong ngày hôm nay á, là 8.744 ca. Em chỉ đi nhanh qua thôi chứ cũng không bàn luận nhiều, bởi vì cái số ca bây giờ ngày nào nó cũng 4-5 ngàn ca như vậy, riết rồi mình thấy nó cũng bình thường thôi anh chị. Hơn nữa cái số ca nhiễm ngày hôm nay á, nó không có một cái ý nghĩa gì nhiều cả, trong khi là chúng ta còn hơn 150.000 ca chưa có đánh mã số, chưa có công bố gì đó, đang còn điều trị gì đó anh chị. Nói chung là nó rất là cái con số nó rất là thiếu cái sự chuẩn xác, chúng ta không biết được đâu. Bây giờ em chỉ nghĩ là cái số ca dương tính nó lan rộng quá rồi. Chúng ta tập trung nhiều về cái chữa bệnh cho người chuyển biến nặng và giảm số ca tử vong. Thì cái số ca tử vong trong ngày 29 tháng 9 năm 2021 thì chúng ta ghi nhận có 162 ca. Trong đó thì Sài Gòn mình con số thấp nhất từ hôm giờ đó là 113 ca thưa anh chị. Đó. Và cái tổng cái số ca tử vong của ở Sài Gòn mình thì theo cái số liệu công bố thôi, nó là 14.612 người rồi. Em không biết con số này nó như thế nào, có thể là nhiều hơn á, em nghĩ như vậy, hoặc có thể là ít hơn vì do có cả những cái bệnh khác nữa. Đó. Bình Dương thì có 33 ca thưa anh chị. Như vậy anh chị thấy là cho tới thời điểm hiện tại hết luôn cả cái tháng 9 rồi, và chúng ta đã xin thêm 2 tuần từ ngày 15 tháng 9 cho tới hôm nay thì cái số ca dương tính nó vẫn như vậy. Điều đó chứng tỏ là cái số ca dương tính nó không có còn quan trọng nữa thưa anh chị. Em hy vọng là sắp tới Sài Gòn mình có thể là bỏ luôn cái việc đếm ca này đi, chúng ta chỉ thống kê để có số liệu, có số liệu để báo cáo này nọ thôi, chúng ta không cần đưa cái tiêu chí ca dương tính vào cái tiêu chí kiểm soát được dịch đó. Còn cái số ca tử vong hôm nay thì anh chị thấy chúng ta giảm 100, còn có 113 ca, thì như vậy thì là con số nó đi theo cái chiều hướng tích cực rất là nhiều rồi anh chị, so với một vài tuần trước. Rồi, thì trong ngày hôm nay 29 tháng 9 năm 2021 thì anh chị thấy cái cảnh em quay á, đường xá đó, thì có nhiều bạn trẻ đó, bây giờ người ta bắt đầu cột ba lô lên xe, đồ khăn gói người ta chuẩn bị rời rồi, mặc dù biết á, cái đề xuất đã được thông qua đó là ai ở đâu vẫn ở yên đó, các tỉnh thành á, thì không có cho người lưu thông qua lại, hoặc là phải có những cái trường hợp gì đó cụ thể được phép lưu thông. Thì anh chị biết là bây giờ bà con mình rất là nhiều người đang muốn mở cửa ra để họ có thể đi về quê, bởi vì bám trụ ở Sài Gòn này không nổi nữa. Đó, thật sự nó là như vậy. Cho nên đó là cái việc mà Sài Gòn mình không có mở cửa để cho các xe máy họ về tự phát, sắp tới em nghĩ là sẽ có những cái cuộc người ta tháo chạy nữa, một cách gọi là lén lút chui như thế nào đó để được đi. Có thể là như vậy. Thì hy vọng là chúng ta có thêm nhiều cái phương án nữa để đưa bà con mình về quê một cái cách nó hợp pháp, để cho dân Sài Gòn mình khỏi cái cảnh là ngủ bơ, ngủ bụi, rồi củ bơ, củ bất ở trên đường về. Thật sự là như vậy. Và những cái hình ảnh đó là nó đã rục rịch ngày hôm nay rồi. Anh chị thấy em trong clip em quay đó, có nhiều bạn là bắt đầu xách ba lô lên và đi rồi đó. Thì có thể là cái việc lưu thông qua lại giữa các tỉnh đi về quê đó, nó còn sẽ kéo dài cho tới tháng 11. Bởi vì anh chị biết là hôm nay á, thì có cái thông báo là quân đội á, sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng ta cho đến tháng 11. Tháng 11 thì em không biết là thời điểm cuối hay là thời điểm đầu.
À, nhưng mà trước đây, cách đây mấy ngày thì chúng ta tăng cường thêm mấy ngàn người quân nhân nữa. Thì anh chị thấy là quân đội vẫn bám trụ ở Sài Gòn mình cho tới tháng 11, thì có nghĩa là em nghĩ là vẫn siết chặt rất là nhiều cái hoạt động và cái việc đi lại. Đó. Nhưng mà như thế nào thì chúng ta phải chờ đợi, và chờ đợi tới khi nào? Thì cụ thể là ngày mai, theo báo Pháp Luật có đưa tin là 9 giờ sáng ngày mai, thì lãnh đạo thành phố sẽ thông tin các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế xã hội trên địa bàn từ 0 giờ ngày 1 tháng 10. Đó, dự kiến là sáng ngày mai, thì sáng ngày mai chúng ta sẽ có những cái thông tin mới, hoặc là muộn nhất là chiều ngày mai chúng ta đã có cái thông tin mới rồi. Thì có thể là ngày mai em sẽ cập nhật một cái thông tin nhất định nào đó gửi đến cô bác anh chị trong cái buổi tối ngày mai. Đó. Hôm nay thì chúng ta công bố thêm được quận 1 và quận Tân Bình đã kiểm soát được dịch COVID-19. Càng ngày càng có nhiều quận huyện công bố kiểm soát được dịch, thưa anh chị. Thì đó cũng là một cái tín hiệu vui trong những cái ngày cuối tháng 9, những cái ngày mà chúng ta cần những cái số liệu tích cực để chúng ta tự tin mở cửa một phần nào Sài Gòn. Thì em hy vọng là bà con mình có thể đi làm lại và kiếm tiền được. Còn những cái đối tượng như là bán hàng rong nè, bán vé số nè, thì vẫn chưa được mở cửa lại. Ba quán bar, beer club, rồi karaoke, massage các kiểu đó chưa được mở cửa lại. Thì trong đó thì em lo lắng nhất là cái thành phần nhặt ve chai, bán vé số, đó, lao động tự do nhiều đó anh chị, bán hàng rong. Thì hy vọng là nếu Sài Gòn mình chưa cho những cái đối tượng đó hoạt động lại, thì chúng ta phải có cái chính sách hỗ trợ như thế nào đó, để cho đảm bảo được an sinh xã hội của những cái đối tượng đó, thì họ mới bình yên ở nhà để họ chống dịch thêm. Còn về cái việc thẻ xanh, thẻ vàng COVID thì cho tới thời điểm này chúng ta vẫn chưa có một cái thông tin gì chính thức, chưa có một cái phần mềm nào thống nhất cả. Nhưng mà sắp tới thì có thể là ngày mai hoặc là qua 1 tháng 10 có một cái phần mềm mà chúng ta đang chuẩn bị ra mắt, đó là BC COVID. Giờ chúng ta thêm phần mềm đó, và hy vọng cái phần mềm đó nó là cái tổng số của những cái phần mềm lậm thậm kia từ trước đến nay, nào là VNEID, rồi sổ sức khỏe điện tử, rồi Bluezone, rồi Y tế Hồ Chí Minh hay gì đó, thì gom hết vào một cái ứng dụng. Em hy vọng là gom vào cái ứng dụng BC COVID này. BC em cũng không thấy dạng nghĩa là BC là cái gì, chắc là phòng chống COVID. Thì hy vọng là cái ứng dụng đó ngày mai sẽ được công bố để bà con mình tiến hành nhập liệu, đăng ký, đăng nhập gì đó. Và có một cái điều mà em hết sức là lo lắng là bởi vì những cái ứng dụng của Sài Gòn mình mà làm ra đó, thì khi mà đăng nhập vào và lưu dữ liệu, nhập dữ liệu nó rất là khó khăn. Thứ nhất là trong một cái thời điểm nhất định quá ngắn tung ra thì đa số cái phần mềm đó nó bị truy cập gọi là quá nhiều quá, nó bị truy cập nhiều quá thì sẽ dẫn đến nó không mượt mà. Thứ hai là mạng miết của những cái phần mềm đó nó yếu dữ lắm anh chị, sau đó em load không được. Thì hy vọng cái phần mềm đó nó sẽ chạy mượt mà để bà con mình dễ dàng, chứ cứ đi ra đường mà cái chờ nó load lên thì có nước là kẹt xe với lại ùn ứ giao thông tùm lum. Thì đó là một vài cái thông tin em muốn chia sẻ buổi tối ngày 29 tháng 9 năm 2021 này gửi đến cô bác anh chị. Thì cái ngày mà trông đợi nhất nó đã tới rồi, ngày mai. Thì có những cái tin tức gì mới em sẽ xin cập nhật bổ sung đến cô bác anh chị, và hy vọng chúng ta sẽ có một cái thay đổi gì đó nó mới mẻ hơn về cái mặt tinh thần, về mặt vật chất sau cái ngày 30 tháng 9 năm 2021. Và bây giờ thì em xin được tạm dừng clip ở đây. Chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày nữa thật là bình an và nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye.